ghép lại làm cho nó đỡ tốn, bớt nhân viên ha. Dạ bớt lại. Đỡ tốn tiền của nhà nước. Sáng mấy giờ ba đi? Sáu giờ 15 đi uống cà phê, tới 7 giờ mấy về, không có đi xa, chưa dám đi xa. Có ghé ăn sáng đồ không? Không, về bữa nay hai bữa không ăn sáng, đâu có đi xa đâu. Cà phê Merino đó, ở ngang khí tượng đó. Dạ. Rồi về, chạy về. Ghé cho bà Hôi ăn mì khô rồi cũng được. Không có ăn, mua đồ về ăn. Sáng mua cháo quậy bánh bò về ăn. Xong. Làm chuyện là thấy nó vui. Tối ngày cứ nằm không, chết luôn. Mẹ đi đâu à? Sao mới là sao? Hình như bác có đàm á. Đàm không? Kỳ quá. Nên bữa nay đi mua thuốc uống cho nó tan đàm mới được. Ăn bác, cái đó mà nó không hết nữa. Bà ăn lần bao nhiêu? Muỗng. Ngày mấy lần? Thì 2-3 lần. Dạ. Nó không hết. Nó không hết nhưng mà nó cũng, nếu mà ba không ăn nó đỡ cũng, nó nhiều hơn dữ lắm luôn á. Đỡ hơn ha. Dạ.